Hello, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến kênh YouTube của Mạnh Review. Và ngày hôm nay Review xin giới thiệu với các bạn về chiếc máy này nhé. Đây là chiếc máy Minolta Alpha 360SI. Cái tên máy là đây nha các bạn. Máy này của hãng Minolta nha. Máy này gọi là máy ảnh phim và có ống kính tháo rời ha. Rồi ngoại hình của máy thì khá là đẹp luôn nha các bạn. Cái phần này nó dính dơ thôi chứ không có gì. Ngoại hình rất là đẹp luôn nha. Ok, rất là hấp dẫn luôn nha. Rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về chiếc máy này nha. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn gắn pin cho máy nha. Thì các bạn muốn gắn pin cho máy, các bạn sử dụng những cái chìa khóa như thế này ha. Nó có cái vòng này hoặc cái đồng xu hoặc là cái miếng gì tròn tròn đó, các bạn đưa vào đây mở dặn nhẹ qua thấy ha. Thì đây là cho máy sử dụng hai viên pin. Pin này là pin CR2 nha. Pin này trên thị trường có bán rất là nhiều và có pin sạc nữa nha. Các bạn nào có thể nếu mà sử dụng nhiều mình có thể mua bộ pin sạc để mình sử dụng. Rồi sau khi mình gắn xong thì như thế này nha. Đó. Cái viên pin thì mình lắp nó như thế này nha các bạn. Viên pin nó có dấu cộng và dấu trừ nha. Dấu cộng ở trên này là dấu trừ ở dưới này, mình lắp xuống như thế này là đúng nha. Rồi sau khi mình lắp xong thì các bạn đẩy cái này lại và các bạn đóng này lại. Các bạn làm nhẹ nhàng thôi nha. Đó, rồi ok. Và mình muốn tháo ống kính ra thì như thế này, bấm ngay mình dặn ở đây tháo ra nè. Khi mình muốn gắn vô thì ở đây nó có cái chấm đỏ nè. Ở đây nó có chấm đỏ nè, hai cái chấm đỏ này nó khớp nhau như thế này và dặn như thế là được nha. Nghe một cái cốc là được nha. Rồi ok, thì sau khi mình đã gắn pin cho máy rồi thì chúng ta mở nguồn như thế này nha. Đó, thì bật ra thì màn hình ok nè ha, nó xuất hiện như thế này. Còn mình muốn mở cái nắp máy để mình gắn pin vô, bật này ha, bật xuống như thế này ha. Đó, thì mình mở ra như thế này. Các bạn muốn gắn pin vào cho máy thì mình có một cái clip hướng dẫn về cách gắn pin cho máy nha. Các bạn xem clip đó giúp mình. Ở đây mình không nói tại đây nữa thì nó mất thời gian, thì mình có clip riêng rồi. Thì các bạn chịu khó xem nó giúp mình. Cái máy này ở bên đây nó có hai cái chỗ này là STD và chữ B này nè. STD là chữ standard, tức là chuẩn, tiêu chuẩn là khi mà các bạn chụp tấm ảnh nó cái khuôn này nè. Cái khuôn ảnh nó như thế này ha, là cái này từ đây qua đây là 43. Cái chiều này là 4 cm, chiều này là 3 cm, nghĩa là 43, tỷ lệ 43 nha. Rồi là khuôn chuẩn của nó. Còn các bạn bật qua đây nè. Bật qua đây ha thì nó sụp hai cái lá này xuống. Hai cái lá này nè. Đó. Này các bạn thấy hai cái lá này nha. Đó. Đó, hai cái lá này nó sụp xuống thì tạo ra một cái ảnh lúc nó dài cái thế này gọi là ảnh panorama nha. Nếu mà các bạn nào chưa biết về ảnh panorama thì các bạn lên mạng gõ ảnh panorama thì các bạn sẽ biết rồi. Chủ yếu là giống như tấm hình nó dài, tấm hình nó bự vậy thôi. Nó không ảnh hưởng, không quan trọng gì nha. Thì các bạn thích chụp ảnh như thế nào thì bạn chụp đó, mình bật qua bật lại như thế thôi. Rồi lưu ý với các bạn là cái này các bạn đừng đụng tay vào đây nha. Đụng tay vào đây nó sẽ bị hỏng nha. Đó, đụng mà lỡ chọt mạnh vô đây là nó hư cái này gọi là cái màng trập hoặc là cái guido nha. Nó bị chọt vô là hư là như bỏ cái máy đó. Rồi mình sẽ đẩy nắp lên như thế này. Ở phía sau này là cái màn hình này là chỉnh ngày tháng nha, nó có cục pin đây nè. Nó cục pin đây nè, thì khi nào các bạn nào có mua máy của mình sẽ gắn pin vào cho bạn và chỉnh ngày tháng ok nha. Ở đây nè, ba cái nút này là chỉnh ngày tháng. Rồi khi mình mở nguồn máy thì máy nó trong như thế này, nó hoạt động ở chế độ chữ B này á. Là chế độ RAW RAM ha, là nó sẽ tự động hết. Tự động cho mình rất là dễ sử dụng nha. Rồi đây là B và trên đây là đèn LED. Thì đèn LED nó chế độ là auto nha. Auto đèn LED tức là khi mà ra trời sáng thì máy nó sẽ không mở đèn LED, mà vô bóng tối nó sẽ tự động mở đèn LED. Nó chế độ auto là như vậy. Bây giờ mình chụp thử nè. Đó. Thì mình chụp thử thì mình bấm nhẹ như thế này ha. Các bạn bấm nhẹ này cho nó lấy nét xong mình bấm chụp. Đó. Lấy nét là sao? Tức là cái ống kính này nó sẽ chạy qua chạy lại, nó chạy tới chạy lui vậy đó. Để cho nó rõ, nó chọn một cái điểm để lấy nét. Ví dụ mình đang chụp từ cái máy này xuống cái nền này nè. Cái nền mình chỉ đây nè, nó nằm đằng đây nè ha. Đó thì mình chụp như thế này ha. Nè. Đó nó chạy vừa đủ xong nó sẽ ngưng và bấm chụp luôn nè. Đó. Rồi máy hoạt động ok, đèn LED đánh ok nha các bạn. Đó, mình chụp thử cái nồi nè. Đó, rồi ok nha. Mình muốn tắt đèn LED thì mình đặt này xuống. Đó, các bạn muốn bật đèn LED các bạn mở chế độ này nè. Thì cái máy này nó đèn LED nó có những chế độ như thế này, các bạn bấm đây cái nha. Là nó sẽ luôn luôn mở đèn LED, các bạn nhìn hình nè, luôn luôn mở LED. Mình bấm cái nữa là luôn luôn mở LED và có chế độ chống mắt đỏ. Mình ấn cái nữa là tắt đèn LED nha. Tắt đèn LED là nó sẽ không có mở đèn LED. Bây giờ bấm chụp nè. Đó, khi mà các bạn bấm thì các bạn ngắm chụp thì đèn ống kính nó chạy chạy tới chạy lui rồi nó mất chụp nè. Nè. Đó. Rồi ok nha.
Lưu ý là khi mà các bạn mà mới mua máy về đó thì các bạn khoan hãy lắp phim vào nha. Các bạn hãy tập chụp, hãy nghiên cứu về máy, tìm hiểu các nút chức năng, các phím bấm theo cái clip mình hướng dẫn. Thì các bạn quen tay xong thì các bạn hãy bấm chụp, hãy lắp phim vào chụp. Rồi có một số bạn khi mình bán máy cho họ đó, rồi các bạn về các bạn gắn pin rồi gắn phim vào chụp mà các bạn chưa biết gì về máy hết, thì dẫn đến tình trạng là những tấm ảnh đó mà các bạn chụp nó không, mình không có kiểm soát được cái máy thì ảnh nó sẽ xấu, nó không đẹp được nha, nó lãng phí phim. Rồi tiếp theo là đèn LED là như thế, mình bấm đây nữa, chế độ auto LED lại đó. Bấm là các chức năng phím bấm như thế đó nha, đó là chức năng về đèn LED. Rồi ở bên đây nó có nút này nè, là chụp hẹn giờ, mình bấm một cái thì là xuất hiện cái hình này nè, cái hình mà nó có giống giống như cái đồng hồ mà. Gọi là chụp hẹn giờ, mình bấm chụp thì 10 giây sau nó sẽ chụp nha. Bây giờ mình bấm thử nè, đó mình bấm thì cái đèn này nó chớp 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 như thế, 10 giây sau nó sẽ bắt đầu chụp nha, chụp ngay cái cạnh đó là xong đó. Rồi chuẩn bị chụp nha, đó chụp xong rồi nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình ấn nút này cái nữa thì nó sẽ ra cái hình này nè, cái hình nhiều ba bốn ô liên tục nè, gọi là chế độ này là chế độ chụp liên tục nhiều tấm. Dùng bấm nè, đó nó chụp liên tục 3 tấm vậy đó ha, mình giữ là nó sẽ chụp cho mình. Rồi nó vậy nha. Ở phía dưới ống này nó sẽ có là AF với MF, thì các bạn nào mình bấm nút này cái nó sẽ chuyển qua chế độ AF. Chế độ AF là chế độ lấy nét tự động, ví dụ như mình bấm mình muốn chụp từ hiện nay từ cái máy này xuống cái nền nè. Đó, bây giờ mình muốn chụp cái chìa khóa này đi. Đó, từ cái máy này phải không? Cái máy này là xuống cái chìa khóa đó mình bấm nè, mình ngắm nè. Đó, mình ngắm như thế này thì nó sẽ hiểu và từ đây xuống đây là bao nhiêu và nó sẽ tự chụp. Nó sẽ tự cho mình gọi là lấy nét AF, gọi là nét auto nha. Mình bấm ở đây cái nữa thì nó chữ MF, nó chữ MF focus là lúc đó máy ống kính này nó sẽ không chạy mà mình vặn nha. Mình vặn tới vặn lui như thế này, khi nào rõ thì mình chụp. Thì đối với các bạn nào mà có am hiểu về máy, mình chơi chơi máy nhiều á thì mình thích chụp chế độ MF thì mình dặn như thế này được. Còn các bạn nào mà mới sử dụng á, các bạn chưa am hiểu về máy thì các bạn cứ để auto nha, bằng ấn cái này, cái này nó không có chữ này là auto nè. Bây giờ mình bấm thử nè, đó ha, ống kính nó chạy tới chạy lui nè, đó các bạn nhìn vào đây nè nha, đó nè đó. Rồi là vậy nha, nó là phím bấm mà là lấy nét auto hoặc là lấy nét MF nha. Tiếp theo thì cái máy này nó có chữ mode, để mình bấm chữ mode một cái. Bấm chữ mode đó thì đây là chụp chân dung nha, chụp chân dung thì các bạn nào thích chụp chân dung có thể chuyển về đây cũng được. Mình nhấn chữ mode nữa, riêng đây là chụp về phong cảnh nha. Rồi chụp phong cảnh, đối với những các bạn mà thích chụp phong cảnh á, phong cảnh nhiều bạn chuyển về đây thì nó lấy nét hiệu quả hơn. Mình nhấn cái nữa đây là hình macro nha, cái hình có hình nè. Macro là chụp những cái vật thể gần gần á, ví dụ như bông hoa này kia đó, bông hoa, côn trùng, sâu bọ ha. Ví dụ như mình chụp chiếc nhẫn của mình nè, đó là cái vật thể, chiếc nhẫn là một chiếc vật thể nhỏ, nó gọi là chụp macro nha. Các bạn ấn này là chụp thể thao nha, các bạn ấn cái này nữa là chụp vào ban đêm, chụp người vào ban đêm nha, hình nè. Đó mình ấn cái nữa thì nó trở về chữ B lại. Thì bình thường á, các bạn để chữ B các bạn chụp vẫn được nha, chụp phong cảnh, chụp chân dung đều vẫn được, nhưng mà ở đây nó thêm những chức năng này để gọi là chuyên biệt hơn thôi chứ không có gì nha. Rồi các bạn muốn tắt máy thì bạn bấm vào đây là tắt đó, mở máy thì bấm qua đây ha. Rồi ok, thì cơ bản là mình vừa hướng dẫn các bạn các chức năng phím bấm của máy này rồi nha. Rồi các ống kính này mình có thể dặn vô dặn ra nè ha. Thì khi mình dặn đây thì mình ngắm vào chỗ này mình sẽ thấy là nó sẽ xa rằng, thí dụ mình lấy một mình muốn chụp cái vật thể xa xa thì mình vặn này đó, mình vặn ra vặn lại như thế này, vặn khi nào vừa ý mình thì thôi nha. Rồi đó là các chức năng phím bấm của máy rồi, ok hết rồi. Rồi tiếp theo mình thì máy này nó cũng những chức năng như thế thôi. Đây là cái dòng máy mà auto thiết kế cho các bạn mà ít có am hiểu về nhiếp ảnh, các bạn chơi đều được hết. Tại vì nó hoạt động là auto nha, mình cứ để như thế này là mình bấm chụp là ok rồi ha. Ví dụ như hiện nay mình bấm trong phòng nè thì máy nó hiểu đang ở trong nơi thiếu ánh sáng, nó tự động mở LED cho mình nè, thấy không? Mình bấm nhẹ vô đây là nó mở LED rồi. Còn mình muốn thích thích tắt đèn LED thì bấm vô đây ha. Đó, mình bấm như thế này là tắt đèn LED nè. Đó. Rồi cơ bản thì các chức năng phím bấm của máy thì mình đã hướng dẫn cho các bạn hết rồi nha. Rồi cái máy này thì coi mình coi còn chức năng gì nữa không. À, cái máy này khi mình chụp xong nó sẽ tự tua phim về nha. Các bạn nào chưa biết hiểu về tua phim về thì mình sẽ có cái clip hướng dẫn cho các bạn nhớ nhắn tin cho mình nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Nếu thấy clip này hữu ích thì các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình rất cảm ơn bạn.
Đồng thời mình giới thiệu với các bạn mình tên là Máy Ảnh Review. Hiện nay mình đang bán rất rất nhiều hàng trên trang Facebook là Máy Ảnh Review và trên trang Instagram là Máy Ảnh Review luôn nha. Khi nào các bạn có nhu cầu tìm cho mình một chiếc máy ưng ý thì các bạn nhắn tin cho mình rồi mình sẽ gửi những cái mẫu máy cho các bạn nha. Ok, cảm ơn các bạn, chào các bạn.